Chiều ngày 6 tháng 1 năm 2020, Đảng bộ xã Đồng Lương tổ chức hội nghị quán triệt triển khai học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể trong xã, Bí thư trưởng thôn bản và các chi bộ trực thuộc Đảng ủy với tổng số hơn 250 đại biểu cùng toàn thể đảng viên trong Đảng ủy. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự được nghe đồng chí Phạm Thị Oanh, Phó trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, truyền đạt các nội dung của chuyên đề. Đồng chí nhấn mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh. Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực, bên cạnh những thuận lợi cơ bản thì có những phức tạp khó lường. Trong nước còn nhiều khó khăn thách thức, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kiên định các mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Năm 2020 là năm cuối thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội 13 của Đảng. Do vậy, việc nghiên cứu học tập chuyên đề năm 2020 về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung tiếp thu các nội dung cơ bản của chuyên đề, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, vận dụng sáng tạo vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đạt kết quả thiết thực,